Chào Khoa, cảm ơn em vì đã đồng ý tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn cho Humans of TVO tháng 10. Dạ, em chào chị Phương. Mình bắt đầu luôn em nhé. Không biết là một ngày điển hình của em như thế nào nhỉ? Dạ, bình thường thì một ngày em sẽ bắt đầu với một buổi tập yoga online, đọc một vài trang sách, rồi coi lại giáo án trước khi dạy. Sau đó thì em sẽ dạy các em một số lớp đến chiều tối luôn. Đến buổi tối thì em có thể tham gia một số khóa học online hoặc là gọi cho gia đình bạn bè của em. Một ngày khá là bận đúng không? Dạ, dạ. Và em có thể kể tên ba thứ mà em không thể sống thiếu được không? Dạ, gần đây thì em nhận ra là ví dụ như là em cần đầu tiên là điện thoại, vì em cần thứ này để mà liên lạc, duy trì liên lạc với bạn bè gia đình á. Rồi tiền, rồi cuối cùng là nước uống. Nước uống, em uống nước rất rất là nhiều dạ. Đi lại Sài Gòn rất là nóng luôn. Đúng rồi. Và câu hỏi thứ ba trong Khoa đấy là nếu mà không làm giáo viên tiếng Việt thì em nghĩ em sẽ làm gì? Dạ, hồi đó thì em cũng từng nghĩ là mình sẽ xin việc làm ở là đại sứ quán hoặc là bộ ngoại giao. Tại vì từ nhỏ em cũng thích coi cái tin thời sự, tin đối ngoại của các nước á. Rồi nhưng mà từ khi mà bắt đầu đi dạy thêm từ những năm đầu đại học thì lúc đó thích dạy hơn nhiều nên gắn bó với việc dạy tới bây giờ luôn. Và một bài học hoặc là một điều mới mà em học được từ học sinh của mình là gì? Em thấy là dạy nhiều học sinh khác nhau á, với nhiều công việc khác nhau, nhưng mà đều có một điểm chung đó là khi mà thật sự muốn làm điều gì đó thì các bạn sẽ cố gắng làm được á. Giống như dù công việc có bận đến đâu thì các bạn cũng sẽ dành một ít thời gian hàng tuần cố định để mà học tiếng Việt á. Thì em thấy là cho dù là mình bận thế nào mà mình quyết tâm làm cái gì đó rồi thì mình cũng sẽ cố gắng dành ra thời gian để làm việc đó và quyết tâm để thực hiện điều đó đến cùng luôn. Và câu hỏi cuối cùng đấy là một câu nói yêu thích của em và vì sao em thích câu nói đó? Em có nhiều cái câu châm ngôn trong việc giống như là cuộc sống và công việc hàng ngày á. Nhưng mà cái câu mà em thường hay nghĩ tới để mà làm động lực đó là càng chăm chỉ thì sẽ càng có nhiều may mắn hơn. Thì tại vì em thấy cái câu này có nghĩa là giống như là mình cứ quyết tâm đặt cái mục tiêu mình làm cái gì đó rồi á, mình học hỏi làm nhiều thứ thì cái cơ hội mình gặp được nhiều người rồi nhiều công việc khác nhau á, nó cũng sẽ nhiều hơn. Như vậy thì mình cũng sẽ tự tạo cái may mắn cho bản thân mình nhiều hơn. Rất hay. Cảm ơn Khoa vì các câu trả lời của em. Rất vui vì có em là gương mặt cho Humans of TVO tháng 10. Cảm ơn em lần nữa và chúc em có một ngày làm việc thật vui nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Chào chị Phương.